¡Ay, me mojaron, me mojaron! Đầy bạn nơi sớm đi chửi lên mất xác mày quả trên nó bếp nè, nó bếp ai để ý không? Tới tới ra rồi nhảy lên và hết cầy nơi đúng một ngày là ủ nó ấm lên chết ủ cái gì rẻ vào cho nó ấm lên nhuột nhuột xanh rồi cạo mấy cái lớp gì bên ngoài của nó hết cái bụi bẩn này đi mình ăn được. Cái này hơi tuyết. Kệ. Nạ đi bao giờ. Nhìn không. Giống hết thì nào này. Hai quả một lúc ấy. Ui nó. Nạ quà thì kệ mẹ. Sạch sạch đi. Kệ là cứ người mày cứ nạo đi tí tu thế đâu được sạch được con nào còn lỗ này được sạch được nhìn đi mày cạo con này được thả ít ơi thế này đấy thả ít ơi thế tí không nuốt được ngồi một ít sao nhiều cay thì tốt ừ, cay mà chua cho ăn được không siêu cay người đã hạt rồi ấy cho hạt là thì khắc cay thế này hơi ít sao ít rồi lấy thêm mấy quả nữa nhá thôi ít thôi không, không em không nuốt được bố nó oai thì bố xem bố ăn không mà nói thật ít quá nhẹ thôi chả vỡ bát siêu chua chua cho ớt muối vào siêu cay
từ từ thôi, dạ nhẹ thôi, thế thôi. Nát. Bây giờ chúng tôi sẽ cho muối vào. Muối to. Đây muối à to đây. Để ngâm. Muối à to đây. Ừ để ngâm. Không cho vào đâu. Để ngâm. Không dạ. Không ngâm để cho làm gì. Để cho. Dạ không ngâm cho làm gì. Ngâm ừ. Vậy thì ngâm rồi. Chỗ này đủ không? Được chưa? Thì ngâm ít lâu á. Phải đợi mà. Được chưa? Thôi bỏ đi. Được, không nuốt được. Nuốt tốt. Nhìn cái kinh. Đừng mua vào để ra luôn. Cho nó ngấm. Giờ tôi sẽ cho muối ớt thịt chua cay vào. Được chưa? Nữa. Nữa. Nhiều và ăn thịt chua. Nửa gói. Nhiều quá lại cay. À, chơi đường nữa. Đường á? Ừ. Đâu có đường mà đường. Đã không có đường. Ăn chua cay lại đường. Có cho mì chính vào trong ngọt. Đường là cho ăn dễ ăn. Nào đấy. Thế nào? Ngon. Chua. Thảo ơi. Thử ăn. Lần đầu ăn nhuột dầm muối ớt. Mời các bạn nhá. Thôi đã. Rồi. Mirinda. Thầy nhớ ớt quá. Ăn tí nước. Ăn vào rồi. Tí cho bà anh ăn chứ. Nước này uống như xăng này. Để khô trở ơn là ngon. Chát thế nhỉ. Chát hơn chuối. Chảy nước mắt. Chảy nước mắt. Thôi ớt hạt cay.
chảy nước mắt à? Ôi ba mẹ mắt. Đừng nhai hột. Khó nuốt thật. Nó cứ mặc vào cổ họng đấy. Sao rồi? Ôi ba mắt cá. Đừng đi lên đàn rửa chứ. Ba. Cháy. Ớt. Cho nhiều ớt quá các bạn, cay á. Nhiều muối. Chua cay chát. Ngọt. Ủa ăn nốt đi. Hết được. Mất công làm. Sạc ớt đi thôi. Chảy nước mặt nước mũi. Hả? Sao? Chăn dính mồm à? Ông đi làm rồi. Hay đổ nước này vào. Okay. Mà. Ăn cả hai ơi mắt cay quá. Cay quá. À! Đổ nước Mirinda vào bát nước để cho các bạn ăn cho nó ngọt đỡ cay. Ôi trời bạn. Ăn được à? Ngọt hơn hẳn. Tuyệt vời. Kinh của mẹ. Cho nhiều ớt quá. Hết mồm. Em hết môi. Cây này có khi nó ấy diệt virus corona. Sô cô la hôm nay bạn thái bắc tặng người yêu sô cô la tặng có cái lõ. Người yêu đều có bạn thái đừng phép
Dương mặt ca với thằng này thế thôi. Bình thường cà khịa tôi suốt. Nhỏ hơn về mặt cay vãi. Cay mặt. Mượn chai nước à? À, đưa đi. Sao cay thế nhỉ? Thôi. Nam mà uống nước này ngon, uống như xăng đấy, có khi nó pha xăng với đường nhỉ. Tiếp ê, đàn ông còn chảy gì, mua đồ chua này, rau dạ dày đây, đồ cay vượt qua sóng gió cuộc đời. Bắn mắt tao vẫn mù mắt à, mù tao ấy vẫn nhìn trắng sao, trắng đỏ thế bình thường. Không. Hả? Không. Không ăn à? Không nuốt được. Ôi chào các bạn đi để. Chào các bạn đi à? Chào các bạn nha. Gầy quá. Khó nuôi lên lời chào. Đây dùng nước này uống luôn. Uống ngọt.